Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị đang xem kênh Thanh Quyền Vlog. Kính thưa quý vị, sáng ngày hôm nay Thanh Quyền xin phép gửi đến quý vị một số những cái thông tin cực nóng xung quanh đến câu chuyện của thầy Thích Minh Tuệ. Đặc biệt là thông báo nóng từ phía Ủy ban Nhân dân huyện Iarai xung quanh cái sự xuất hiện của thầy Thích Minh Tuệ, cũng như là đối với sự tập trung đông đúc của người dân và các YouTuber đang tụ tập để quay phim chụp hình ông Thích Minh Tuệ đang có mặt tại thôn 6 xã Iato, huyện Iarai, tỉnh Gia Lai vào lúc này. Bên cạnh đó thì cũng có một số những cái hình ảnh mới nhất đối với những người cũng đang theo cái hạnh tu của ông Thích Minh Tuệ, thì đã được tiếp tục mời lên phường làm việc và đưa trở về lại địa phương thêm một lần nữa. Có nghĩa rằng ngay thời điểm hiện tại đó thì cũng đã có một nhóm người tiếp tục tập trung lên trên cái chỗ mà công ty Thiên Định Tuệ để mong muốn được tu theo ông Thích Minh Tuệ, được giúp đỡ giống như là ông Minh Tuệ ở trong cái công ty Thiên Định Tuệ này. Nhưng mà phía cơ quan chức năng đó, người ta đó đã hỗ trợ tiếp tục một lần nữa để mà đưa trở về địa phương, thưa quý vị. Trước tiên đó thì Thanh Quyền sẽ được mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe cái thông báo mới nhất từ phía Ủy ban Nhân dân huyện Iarai liên quan đến sự việc này. Mời quý vị và các bạn nghe công văn của Ủy ban Nhân dân huyện Iarai số 1816 ngày 8 tháng 11 năm 2024 về việc tổ chức thông tin tuyên truyền lưu động. 1. Đề nghị bà con trong huyện và khách thập phương về khu vực thôn 6 xã Gia Tô lưu ý chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ, đi đứng đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác tham gia giao thông, không chen lấn xô đẩy, xếp hàng theo thứ tự, ai đến trước thì đứng trước, đến sau thì đứng sau, ứng xử văn minh, lịch sự, không để xảy ra sự việc đáng tiếc, chú ý bảo vệ tài sản cá nhân, bảo quản tốt ví tiền và tài sản có giá trị như điện thoại, dây chuyền, tránh để kẻ xấu lợi dụng, trà trộn, thực hiện hành vi trộm cắp, không được quay chụp video, hình ảnh phản cảm, thiếu thuần phong mỹ tục, phát ngôn mê tín dị đoan, chia rẽ dân tộc, tôn giáo, đăng tải lên mạng xã hội, không tự ý đưa hình của lực lượng chức năng làm công tác đảm bảo an ninh trật tự, hình ảnh cá nhân ông Thích Minh Tuệ và những người khác khi chưa có sự đồng ý để tránh phát sinh trách nhiệm pháp lý về sau. Chú ý giữ vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Đề nghị các hàng quán quanh khu vực kinh doanh hàng hóa đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc, không để ảnh hưởng đến sức khỏe, kinh tế của nhân dân. 2. Đối với các YouTube, Facebooker, TikToker, chấp hành nghiêm pháp luật về an ninh, an toàn thông tin, nhất là luật an ninh mạng, nghị định 15/2020 của Chính phủ để đảm bảo an toàn thông tin chung trên địa bàn. Nghiêm cấm việc khai thác các thông tin, hình ảnh mang tính chất giật gân, sai sự thật, chưa được kiểm chứng nhằm mục đích câu view, câu like để tăng tương tác, thu nhập từ các trang mạng xã hội. Hiện nay công ty Phát Tâm Thiên Đình Tuệ và bản thân ông Lê Anh Tú đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng đề nghị xử lý việc tự ý sử dụng hình ảnh công ty cá nhân ông Tú khi chưa được cho phép. Đề nghị các anh, các chị chấp hành pháp luật, thực hiện nội dung đăng lên mạng xã hội có chọn lọc, không để vi phạm pháp luật dẫn đến bị các cơ quan chức năng xử lý. Rất mong bà con gần xa và các anh chị chấp hành tốt quy định pháp luật. Mời quý vị và các bạn nghe công văn của Ủy ban Nhân dân huyện Iarai số 1816 ngày 8 tháng 11 năm 2024 về việc tổ chức thông tin tuyên truyền lưu động. Vâng, kính thưa quý vị, thì đó là một cái thông báo lưu động mới nhất từ phía Ủy ban Nhân dân huyện Iarai tại Gia Lai ngay tại thời điểm này. Được biết rằng đó sáng nay đó, cô chú anh chị, thì thầy Minh Tuệ đó không đi khất thực theo cái hướng mà bà con đang chờ, có nghĩa là tránh né đi cái sự đông đúc đông người ở tập trung ngay chăng cái địa điểm mà được cho rằng là thầy Minh Tuệ đi qua. Nhiều người nói vui rằng là ngày hôm nay là thầy Minh Tuệ lại bơm hàng Phật tử nữa rồi, không đi cái đường đó, chọn một cái hướng khác. Thì mình nghĩ rằng đây là một cái sự việc đó, có lẽ rằng bản thân Minh Tuệ, thầy thì cũng đã biết rằng là những cái sự tập trung là mất trật tự, mất an ninh và dễ xảy ra những cái vấn đề trà trộn vào trong đó, những cái thành phần tự xấu, đặc biệt là giống như câu chuyện trộm cướp giật dọc mà về phía
Ủy ban nhân dân huyện Yarai cũng đã cảnh báo người dân rồi, đúng không cô chú anh chị? Nhưng mà trong thông báo này đó thì có một số những cái vấn đề như sau. Thứ nhất đó là công ty Thiên Định Tuệ cũng như là bản thân ông Lê Anh Tú đã có đơn đề nghị rằng là xử lý đối với những trường hợp gọi là sử dụng hình ảnh của công ty hoặc là hình ảnh của ông Lê Anh Tú mà chưa được cho phép. Chúng ta nghe rõ nha, nghe rõ trong đó thì có một cái nội dung là bản thân ông Lê Anh Tú cũng đã có đơn đề nghị để xem xét và xử lý đối với những cá nhân sử dụng hình ảnh của công ty, hình ảnh của bản thân ông ấy mà chưa cho phép. Như vậy thì chúng ta quay ngược trở lại về cái thông báo của công ty Thiên Định Tệ đó, thì trong đó có một số những cái kênh YouTube mà họ đã đăng ký thì họ được phép sử dụng. Còn ngoài những cái YouTuber mà họ đăng ký, họ khuyến khích đó, thì những cá nhân này thì họ không có cho phép sử dụng hình ảnh của công ty hay hình ảnh của ông Lê Anh Tú. Chỉ thuộc bản quyền từ phía công ty, từ phía công ty và các kênh YouTube mà họ đăng ký mà thôi. Và khuyến cáo người dân không đưa tin, đặc biệt là các YouTuber không đưa tin về những cái câu chuyện giật gân, tuyên truyền mê tín dị đoan. Thì cái điều này đó mình thấy là vô cùng hợp lý thưa các chú anh chị, hoàn toàn hợp lý, đặc biệt là cái câu chuyện tụ tập đông người như vậy đó để tuyên truyền mê tín dị đoan là nó cực kỳ nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm, và kể cả không chỉ là ở cái khu vực tập trung tại công ty Thiên Định Tuệ đâu, mà cả nơi cái cốc nữa, cả nơi cái cốc nữa. Bởi vì tôi thấy rằng là nơi cái cốc này là tuyên truyền gọi là tụ tập mê tín dị đoan rất là nhiều. Những cái hình ảnh mà ông thầy hôm trước đó thì có một cái ông gì, cái ông mà cũng gọi là mặc y phấn tảo giống như thầy Thích Minh Tuệ vậy đó, đến đó đi quỳ lại cái nồi cơm, những bình nước suối là cô chú anh chị. Ngay sau đó thì không biết tại sao các YouTuber xóa hết rồi. Thì tôi nghĩ rằng là đã có công văn khẳng, cho nên ngay lập tức là các YouTuber mà quay ở nơi cái cốc đó đã ngay lập tức phải xóa video clip liên quan đến cái gọi là cá nhân mặc y phấn tảo, một ông sư ông thầy tên gì đó thì Thanh Quyền không nhớ, cái vị mặc y phấn tảo quỳ lại nồi cơm rồi hốt đất ở cái nơi mà cái cốc đó, rồi những cái chai nước mà khi mà cúng dường cho ông Minh Tuệ mà thầy Thích Minh Tuệ ông ấy không nhận đó, có chú anh chị, ông ấy chạm tay vào cũng như là nhận tấm lòng, thì mang về cái cốc đó để làm cái gì? Để cho bà con đến đó lấy lọc. Đó là cái hình thức mê tín dị đoan quá rõ ràng, quá rõ ràng, và cần phải xử lý triệt để trong cái câu chuyện mà mê tín dị đoan một cách không rõ rệt như vậy. Phước báo cái gì? Tôi chẳng thấy cái phước báo gì trong đó cả. Đó là cái hình thức mê tín dị đoan trắng trợn nha cô chú anh chị. Thì sau khi mà đến đó quỳ lại cái cốc, quỳ lại cái nồi cung điện với mấy chai nước suối ở đó đó, thì kết cục nó như vậy nè. Xe với mấy thầy theo trường phái của Thích Minh Tuệ, mấy thầy mặc đồ giống như là đồ của thầy Thích Minh Tuệ đó. Mấy sư chắc là theo trường phái của vâng. Kính thưa quý vị, thì sau khi mà đến đó tiếp tục để mà quỳ bái, quỳ lại, thì các vị gọi là được xem là theo trường phái của thầy Thích Minh Tuệ tiếp tục một lần nữa lại được đưa về quê, được đưa về quê sau khi đã làm việc với cơ quan chức năng thêm một lần nữa.
không có cái câu chuyện gọi là cho tập trung đông để mà tu tập ở trong cái công ty Thiền Định Tuệ này. Như vậy thì chúng ta có thể hiểu được rằng là về phía Ủy ban Nhân dân huyện Iarai đó đã có văn bản thông báo một cách vô cùng rõ ràng, rõ rệt như vậy, và cơ quan chức năng đó đã nhìn thấy được những cái mối nguy hiểm bên trong trong cái câu chuyện mà bản thân thầy Thích Minh Tuệ ông ấy đi tu nhưng mà bị rất nhiều người lợi dụng. Chúng ta phải thừa nhận, yêu thương ghét gì cũng phải thừa nhận cái điều đó, ông ấy đang bị lợi dụng một cách vô cùng trắng trợn. Không nói đến cái câu chuyện mà các YouTuber quay phim chụp hình, nhưng mà những cái thành phần tử xấu đó họ đang lợi dụng để trục lợi cho cá nhân, thậm chí là xuyên tạc rất là nặng nề trong cái câu chuyện này. Trước đó là cái thông tin là về cái vấn đề mà gia đình của anh Thình đó đã từng nói rằng là lập ra công ty Thiên Định Tệ là có vấn đề, có ý đồ lập ra những cái đạo giáo mới. Và ngay lập tức thôi, chúng ta thấy hành động của về phía cơ quan chức năng rồi đó. Nếu như tập trung đông ở công ty Thiên Định Tệ thì khả năng họ sẽ không cho phép. Và những người mà đến đó muốn tu theo cái câu chuyện mà hạnh đầu đà của thầy Thích Minh Tuệ thì họ ở nhà họ tu, tự quyền họ tu, đúng không cả nhà? Tại sao phải tập trung đông, tại sao phải có thuộc công ty quản lý? Như vậy thì cho đến thời điểm này chúng ta có thể hiểu được rằng công ty Thiên Định Tệ này lập ra là để chỉ để giúp đỡ một mình cho thầy Thích Minh Tuệ mà thôi. Thưa cô chú anh chị, một mình thôi chứ giờ đông là ta không cho phép nha. Bởi vì công ty thì công ty trước giờ tôi chưa nghe cái công ty nào mà để gọi là quản lý người tu hết chứ. Chẳng khác nào quản lý, có nghĩa là sáng đưa ra đi cho cắt thực, đi bảo vệ đi cắt thực xong rồi cái đưa về đóng cửa lại. Chẳng khác gì quản lý cả. Nói thì nói cho nó có hình thức chứ chẳng khác gì quản lý một người tu hành. Nó rõ ràng rõ rệt như vậy đó cô chú anh chị. Nhưng mà trước đó thì tôi nghe rằng là thầy sẽ không ở một chỗ quá 3 ngày. Nhưng mà đến giờ thì ở cũng hơn cả tuần rồi ha. Thứ hai nữa đó, không bao giờ đi xe, nhưng mà chở tới chở lui từ Nha Trang, Gia Lai trở về, chở tới chở lui nó cũng gọi là 4-5 quận rồi chứ không phải là ít. Rồi với những cái lời chia sẻ nó không có hợp lý. Và thậm chí đó người ta còn đào ra những cái phát ngôn mà có phần giấu giếm của thầy Minh Tuệ, của quý vị đang tôn sùng là Phật sống đó. Thì cho đến thời điểm này đã có rất nhiều cá nhân quay xe, thưa cô chú anh chị. Thì tiếp tục mời cô chú anh chị chúng ta cùng nghe một cái lời chia sẻ của một anh trai cũng đã từng đi theo thầy Thích Minh Tuệ, chia sẻ như sau. Em Tuấn cũng là một người rất tôn sùng về tín ngưỡng, đặc biệt là về Phật pháp và tôn giáo. Thì là em Tuấn cũng là một người theo Phật. Thì trước đây thì em Tuấn cũng đi theo và hỗ trợ cho sư rất là nhiều trong quá trình tu tập như vậy. Đó, thì em cứ nghĩ là sư là một người chân tu, thật sự là một người chân tu vĩ đại. Thì em cứ nghĩ như vậy, nhưng mà sau quá trình thời gian tìm hiểu thì có một số chuyện mà mình cảm thấy nó không được hợp lý. Thì em Tuấn xin được dừng lại cái cuộc này. Và hôm nay em Tuấn xin nói cái lý do vì sao mà em Tuấn xin dừng lại nó như thế này. Thứ nhất là trong quá trình tu tập trong quá trình mà tu tập như vậy thì sư có một cái nguyện vọng. Đầu tiên là có một nguyện vọng, tức là sư sẽ không bao giờ sư ở một cái chỗ nào mà quá 3 ngày. Đó là cái hạnh của sư. Và đặc biệt nữa là cái gì mà xây mới lên mà khang trang đẹp đẽ thì có chết thì sư cũng không bao giờ sư về sư ở. Nhau cô chú anh chị, đó là cái hạnh của sư. Thì bây giờ sư đã về đó ở rồi. Đã về công ty ở rồi. Thì trong quá trình ở công ty đó thì là cái này thì video có đưa lên nha cô chú anh chị, em Thìn có đưa lên một đoạn video là không biết cái công ty đó sau này có mở một cái đảo gì đó không. Thì cái đó em không rõ, cái này thì em chỉ nghe được bên phía chỗ Thìn và em trai của sư nói vậy thôi nha cô chú anh chị. Còn cái thứ hai nữa, lý do vì sao mà em lại dừng cuộc chơi này thì có một đoạn video nói phỏng vấn sư như này, tức là sư ở trong chùa được mấy tháng. Thì cái cách trả lời của sư nó rất chi là nó khập khiễng. Đầu tiên thì ở 7 tháng, sau là 3 tháng, nữa là 2 năm. Thì em cũng đang để dấu hỏi trong đầu là tại sao mà sư đi tu, sư phải biết là tu mấy tháng phải không ở nhà. Nó đơn giản như vậy thôi. Và sư nói với chúng ta là sư đi bộ hành được 6 năm. Thì mà em đã xác minh được thông tin thì vào Facebook của ông Thích Nguyên Tánh,
ông Thích Nguyên Tánh thì là cuối năm 2018 thì sư có về đó sư tu tập nha. À, và có một cái pháp danh tên là Minh Đức nha cô chú anh chị. À, Facebook của ông Thích Nguyên Tánh mà ông này thì lại không nằm trong giáo hội Phật giáo. À, dạng như cũng giống như sư à, cũng không nằm trong giáo hội Phật giáo và ông này ông có một cái cách tu như này cô chú anh chị. À, tức là tu theo hình thức là nguyên thủy. À, giống y như là sư của chúng ta đang đi bây giờ nha cô chú anh chị. Và sư Minh Tuệ ở đó khoảng một năm. À, cuối năm 2019 thì sư mới đi. Cuối năm 2019 thì sư mới lên đường nha cô chú anh chị. Và sư ở với lại ông Tánh trong quá trình mà là nhận là sư phụ, nhận sư phụ. Nhưng mà sư đi nói với người ta là sư sẽ không có thầy, không có bà, không có chùa chiền và không nhận sư phụ. Thì cái đó mình đã thấy nó không hợp lý rồi. Nhưng mà thực tế là sư đã ở với ông Tánh và đang tu tập với cái pháp môn đó nha cô chú anh chị. Đó. Và ông Tánh này ông không nằm trong giáo hội Phật giáo và cách tu của ông thì nó không phải là cách tu của Phật pháp của chúng ta, mà cái tu của ông ấy là tu theo nguyên cái hình thức là nguyên thủy. Nó tóm lại là nó không, em không rõ cái cách tu của ông lắm nhưng mà nó không đúng với lại Phật pháp nha cô chú anh chị. Đó, nên như vậy thì em thấy nó khủng khiễng quá trong quá trình mà sư tu tập như vậy mà cái cách nói chuyện của sư nó không được hợp lý cho lắm nha cô chú anh chị. Đó, thứ nhất là cái đạo hiếu thì sư có nói là bây giờ bố mẹ có chết có van xin lợi lục thì sư cũng không về. Thì đó là một cái đạo mất hiếu, bởi vì là trong tất cả các đạo hiếu hay đạo gì y chăng nữa thì cái đạo mà làm con mà khi bố mẹ có lâm chung hoạn nạn như thế nào đó thì bắt buộc phải về thăm bố mẹ, cái điều đó là cái điều mà đạo làm con. Thì cái đó mà sư lại làm như vậy thì em thấy nó không hợp lý nha cô chú anh chị. Và một số cái nữa, và sư nói một cái là thời gian gần đây, tức là thời gian gần đây không biết bao lâu thì con người chỉ sống trong vòng khoảng đến 10 tuổi là chết. Và sẽ có rất nhiều cái mà đánh nhau chém nhau thì cái đấy là gây kích động hoang mang cho dư luận. Đó, cái cách đó là một câu phát ngôn thôi nhưng mà thực sự thì nó lại làm rất chi là hoang mang và dư luận cho mọi người. Và cái thứ hai nữa là sư nói là nếu mà đất nước nhà mình mà cứ đi tu hết ạ thì có nước Mỹ đem đến cho ăn. Thì cái đấy thì mình em cũng cảm thấy nó cũng không hợp lý cho lắm nha cả nhà. Đấy là cái cách phát ngôn của sư, cái hành xử của sư thì nó không được đúng với lại cái nào Phật cho lắm. Thì mình em thấy nó cảm thấy là như vậy nó không hợp lý thì em Tuấn xin phép là em Tuấn xin dừng cuộc chơi này. Còn anh chị muốn yêu hay quý hay là mến gì đó là quyền riêng tư của cô chú anh chị, em Tuấn không quan tâm nha. Và từ nay trở đi thì em Tuấn sẽ không còn nhắc gì đến sư nữa. Và rất là mong muốn cô chú anh chị mình cùng hoan hỷ. Còn anh chị nào muốn tìm hiểu hay là như nào thì anh chị cứ đi tìm hiểu thoải mái. Em Tuấn chắc không chỉ cho cô chú anh chị và em Tuấn cũng không dắt cô chú anh chị được. Cái đó là tự suy nghĩ và cách suy nghĩ của mỗi người. Còn em Tuấn thì xin dừng lại cuộc chơi tại đây nhờ cô chú anh chị. Và một lần nữa thì xin chúc sư, gia đình sư mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc nhờ cô chú anh chị. Còn những ai mà đang yêu mến sư thì anh chị cứ yêu mến như nào đó thì tùy. Em Tuấn cũng không cấm và em Tuấn cũng không có dám nói gì, cũng không nói như nào cả. Còn cái đó cách tùy cách nhận thức của mỗi người nha cả nhà. Video này thì hơi dài, nhưng một lần nữa em xin chào tất cả cô chú anh chị. Vâng, kính thưa quý vị, thì đó là cái lời chia sẻ của một nhân Phật tên là Tuấn, một anh trai cũng đã từng đi theo, muốn tập học theo hành Đầu Đà của sư Minh Tuệ. Nhưng mà sau khi thấy những cái điều mà thầy Minh Tuệ nói đó là bất nhất, có nghĩa là lúc nói như thế này, lúc nói như thế kia, và có những cái điều không đúng thì anh ta đã phát hiện ra và đã quay đầu là bờ, thưa cô chú anh chị, quay đầu là bờ. Còn quý vị đó thì đánh giá như thế nào đối với những cái lời chia sẻ của anh trai này, để lại ý kiến bình luận dưới phần video để Thanh Quyền có thể tham khảo. Xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại.